Thưa quý vị, ở lượt trận thứ hai bảng A giải quần vợt quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022, đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ cùng khu vực là Malaysia. Sau chiến thắng 3-0 ở trận mở màn trước đội tuyển Jordan, giúp cho đội tuyển quần vợt Việt Nam thi đấu tự tin hơn ở màn chạm trán với Malaysia, Lý Hoàng Nam vẫn là đầu tàu và đem về những chiến thắng quan trọng cho đội tuyển quần vợt Việt Nam. Trong trận đánh đơn với tay vợt Kamaruzzaman của đội tuyển Malaysia, tay vợt số 1 Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình để có chiến thắng dễ dàng 6-3 và 6-1. Ở trận đơn trước đó, Nguyễn Văn Phương gặp Hao Shen Kuai, dù có chiến thắng chóng vánh 6-1 trong set 1, nhưng sau khi trận đấu trở lại vì phải tạm hoãn vì trời mưa, Văn Phương đã bất ngờ thi đấu chùng xuống và để đối thủ thắng lại 6-1 cân bằng tỷ số. Bước sang set 3, quyết định tay vợt của Việt Nam đã có sự trở lại kịp thời và thắng 6-3 để kết thúc trận đấu. Ở trận đôi nam vào cuối ngày, Trịnh Linh Giang và Phạm Minh Tuấn đối đầu với cặp Kamaruzzaman và CX Naguet, thể hiện sự ăn ý vượt trội kèm những tình huống trên lưới xuất sắc, hai tay vợt của Việt Nam vượt trội đối thủ để thắng 6-2 và 6-1, qua đó giúp tuyển Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 3-0 trước tuyển Malaysia. Với kết quả này, cùng với việc tuyển Jordan thắng 2-1 trước Syria ở trận đấu cùng giờ, tuyển quần vợt Việt Nam chắc ngôi đầu bảng A trước một lượt trận, bất chấp kết quả đối đầu giữa tuyển Việt Nam trước tuyển Syria ở lượt cuối vào hôm nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển quần vợt Việt Nam có chắc một trong ba suất lên thi đấu play-off cho mục tiêu thăng hạng lên nhóm 2 thế giới.